vũ trường, anh đón em, mình nép vào nhau dưới hoa đèn màu, mình lướt nhẹ theo tiếng ca ngọt ngào, nụ hôn đón chào. Thế gian đầy mê say hay thế gian thường chê bai, đời còn gì đâu ngoài câu phô nghĩa lúc ta buông lời vòng tay. Vũ trường có em đây, rót ly rượu đầy anh uống cho say, hỡi anh dĩ vãng là mơ, tương lai nào chờ. Từng đêm đường vắng mưa khuya, từng đêm về với cô đơn, em muốn khóc, em muốn kêu lên trong nghẹn ngào dối hờn. Anh nghĩ gì khi thấy em lặng lẽ từng đêm vẫn son nhạt nhòa, lặng lẽ từng đêm khói bay mịt mờ ngồi nơi phố trường. Biết anh còn yêu em hay biết sau này xa nhau, đừng làm khổ nhau, đừng xem em như cánh chim hoang bay về đây. Phần cuối, những sự thật chưa từng được tiết lộ. Sau khi báo người đưa tin đăng tải hàng loạt bài về vũ nữ lừng danh Sài Gòn xưa mang tên Cẩm Nhung, thì ngay sau đó, người thân của Cẩm Nhung đã liên hệ với quý báo. Ngoài những thông tin về Cẩm Nhung mà báo đã đăng tải, người thân của Cẩm Nhung còn tiết lộ thêm nhiều thông tin góp phần làm rõ hơn cuộc đời của cô vũ nữ thời hoa bạc mệnh này. Người tiết lộ câu chuyện xưng là anh con bác của Cẩm Nhung. Tên ông ta là NVT, sinh năm 1954, quê tỉnh Nam Định, hiện đang sống tại Sài Gòn. Đã nhiều năm trôi qua nhưng hình ảnh về Cẩm Nhung và vụ tạt axit kinh hoàng vẫn khiến ông T không thể nào nguôi ngoai. Tiếp phóng viên trong căn nhà đơn sơ tại quận 12, thỉnh thoảng ông T lại kéo một hơi thuốc dài phà vào khoảng không vô định rồi bảo: tài hoa chi lắm, đớn đau chi nhiều. Câu nói ấy là ông dành cho Cẩm Nhung, người mà sau này thỉnh thoảng ông có gặp tại nhà riêng. Cha của ông T là ông NVX, sinh năm 1909. Ông X là anh ruột của bà NTL, mẹ ruột của Cẩm Nhung. Ngày xưa, ông X một mình vào Sài Gòn lập nghiệp với hai bàn tay trắng. Được một thời gian thì vợ chồng bà L cũng bồng bế nhau vào Sài Gòn. Thế nhưng, chẳng may sau đó ít lâu, người chồng của bà L vội lìa cõi đời, bỏ lại bà và người con gái tên Cẩm Nhung. Ông T kể, cô L lúc ấy còn trẻ đẹp nên quyết định đi bước nữa. Người em trai cùng mẹ khác cha với Cẩm Nhung là NXD. Khi lớn lên, Cẩm Nhung làm ra tiền liền mua một căn nhà ở khu Hồ Ếch, nay là đường Âu Dương Lân, quận 8, cho mẹ em trai và dượng ở. Lúc ấy bản thân Cẩm Nhung vì có tiền nên chủ yếu sống ở khách sạn. Chuyện này là do có thời gian tôi thường qua nhậu với Cẩm Nhung và má cô ấy nên biết. Khi Cẩm Nhung bước vào cuộc chơi tình tiền với các đại gia chế độ cũ lúc bấy giờ, thì ông T vẫn còn nhỏ. Thời điểm Cẩm Nhung làm người tình của Trung tá Trần Ngọc Thức, hay còn gọi là Thức Công Binh,
thì không chỉ gia đình họ hàng nhà ông Tê xôn xao mà ngay đến thiên hạ cũng bàn tán. Từ một cô gái chân quê với gia cảnh bần hàn, bất chợt trở thành một vũ nữ đình đám là cả một bước tiến không đơn giản đối với Cẩm Nhung. Cuộc lột xác của Cẩm Nhung để biến thành một vũ nữ có bàn tay nâng đỡ của đại gia lúc bấy giờ. Theo ông Tê, thời điểm Cẩm Nhung làm vũ nữ thì hoạt động buôn lậu của các đại gia chế độ cũ đang rầm rộ. Người khơi mào cho hoạt động buôn lậu chính là bà cố vấn Trần Lệ Xuân, vợ của ông Ngô Đình Nhu, với việc buôn bán ma túy. Sau thời gian hoạt động, các tướng tá chế độ cũ cũng học theo để kiếm về cho mình những mối lợi phục vụ cho những cuộc chơi sa đọa vô tiền khoáng hậu. Thời điểm ấy, hoạt động quản lý buôn lậu vẫn thuộc quân đội Việt Nam Cộng Hòa chứ không thuộc cảnh sát. Và đội ngũ này thường quản lý vùng biên giới hàng không chặt chẽ. Sau này, do sự siết chặt của quân đội nên việc buôn lậu mới chuyển sang hình thức mới tinh vi hơn. Để công việc buôn lậu dễ dàng, các đại gia thường dẫn theo một chân dài nổi tiếng và đi du lịch để kiếm hàng về. Việc Trung tá Thức quen biết với vũ nữ Cẩm Nhung cũng không ngoài mục đích ấy. Có được người đẹp phục vụ trong tình trường, Trung tá Thức còn cùng người đẹp buôn lậu kim cương, đá quý từ Campuchia, Lào về bán lại cho giới thượng lưu. Ông Tê kể, vào đầu năm 1961, Cẩm Nhung có qua nhà tôi để bàn với ba má tôi về chuyện làm ăn. Mặc dù khi ấy mới 7 tuổi, nhưng tôi nhớ như in những chuyện thương lượng ấy. Lúc ấy, ba tôi làm trong pháp án ngân hàng và có số tiền tương đối do hơn 30 năm tích góp được. Tất cả số tiền này được ba tôi gửi tiết kiệm lại chính ngân hàng ấy và Cẩm Nhung có biết chuyện. Hôm đó, Cẩm Nhung tới bảo, cậu giữ chi tiền trong ngân hàng có lời được bao nhiêu? Chi bằng cậu rút ra đưa cho con buôn đá quý về con trả lãi cao hơn nhiều. Thấy ba tôi nghi ngại, Cẩm Nhung quả quyết. Cậu yên tâm, có Trung tá Thức đỡ đầu việc buôn bán này dễ ợt hà. Tuy vậy, ba tôi đã không đồng ý. Vào khoảng giữa năm thì Cẩm Nhung bị tạt axit. Lúc Cẩm Nhung bị tạt axit, tôi có lên bệnh viện với ba mẹ thăm chị ấy. Lúc đó tôi cứ tưởng chị ấy sẽ chết. Sau đó, ông Tê còn nhiều dịp gặp lại Cẩm Nhung sau khi vũ nữ tài hoa này bị tạt axit. Ông Tê bảo, lúc Cẩm Nhung bị tạt axit thì bà cố vấn Trần Lệ Xuân không có mặt ở Sài Gòn. Sau khi biết tin, bà tức tốc về lại Sài Gòn thăm Cẩm Nhung và ngay tối đó, bà nói với chồng đình chỉ công tác Trung tá Thức, đồng thời điều tra vụ việc. Sở dĩ bà cố vấn quan tâm đến Cẩm Nhung như vậy là bởi bà ta nhận Cẩm Nhung làm em nuôi. Thời Cẩm Nhung có tiền thì thường xuyên giao du với giới thượng lưu, nên bà cố vấn mến mà nhận vậy. Bà cố vấn còn bỏ thời gian, tiền bạc lo cho Cẩm Nhung chạy chữa đủ đường. Kể cả ra nước ngoài nhưng không hoàn toàn cứu được đôi mắt Cẩm Nhung. Khi sự việc còn chưa được điều tra rõ ràng thì đột nhiên cuộc đảo chính diễn ra. Bà Trần Lệ Xuân bỏ đi nước ngoài khiến Cẩm Nhung suy sụp hoàn toàn và lao vào chè chén. Mặc dù bị tạt axit nhưng số tiền mà Cẩm Nhung có được từ hoạt động buôn lậu và làm vũ nữ vẫn còn rất lớn. Sau thời gian suy sụp, số tiền ấy đã bị Cẩm Nhung nướng sạch rồi không lâu sau đó khánh kiệt.
Hận vì kẻ thù ác đã làm hại mình. Cẩm Nhung đeo hình chụp chung với Trung tá Thước đi ăn xin rêu rao khắp chốn. Lúc này, người đi qua thấy Cẩm Nhung ăn xin thì động lòng thương mà cho vô số tiền của. Tuy nhiên, Cẩm Nhung đã nướng phần lớn số tiền cho những cuộc chơi sa đọa. Ông T cho biết, có thời kỳ sau giải phóng, Cẩm Nhung có tới nhà tôi, bảo cho đứa con gái đầu của tôi lúc ấy mới 2 tuổi đi theo ăn xin. Cô ấy bảo do người Sài Gòn không còn thương cô nữa nên phải dắt theo đứa trẻ nhỏ đi vùng khác để người ta rủ lòng. Cô ấy dắt con tôi đến ăn xin ở bến phà Bắc Mỹ Thuận, tỉnh Vĩnh Long. Do con tôi còn nhỏ nên hay khóc. Đi chưa đầy 2 tháng thì Cẩm Nhung thấy xót cháu mà mang lại trả. Một sự thật đến bây giờ vẫn chưa được hé lộ là vũ nữ Cẩm Nhung có một đứa con nuôi. Thông tin về vấn đề này, ông T cho hay, đứa con nuôi này của Cẩm Nhung là đứa trẻ mồ côi được Cẩm Nhung đưa về nuôi nấng từ khi cô ấy còn chưa bị tạt axit và đặt tên là Hoàng. Sau giải phóng, đứa trẻ ấy mới đủ lớn để đi tìm Cẩm Nhung. Những năm tháng người ta không thấy Cẩm Nhung đi sinh nữa là thời kỳ Cẩm Nhung đang ở với đứa con nuôi này. Cẩm Nhung còn dành dụm tiền mua cho thằng bé căn nhà, dựng vợ cho nó. Thời điểm ấy, tôi vẫn thường qua nhà nói chơi, nhậu nhẹt với Cẩm Nhung và nghe cô ấy kể nhiều chuyện đời. Ông T còn cho biết, vào năm 1979, tôi có gặp lại Cẩm Nhung. Lúc này, cô ấy đã không còn thấy đường, vẫn ở với đứa con nuôi. Cô ấy bảo vẫn muốn đi xin, đi rêu rao cho thiên hạ biết vợ chồng kẻ tạt axit cô là lũ mang rợ. Nên cô ấy muốn triệt đường của chúng. Tuy vậy, đứa con nuôi vì quá thương Cẩm Nhung lặn lội cực khổ mà ngăn cản không cho đi nữa. Về sau, chúng tôi không còn gặp nhau do biến cố xảy ra với gia đình tôi, khiến mọi thứ đều thay đổi. Tuy nhiên, có một điều mà tôi biết là cô ấy chưa bao giờ nguôi ngoai quá khứ vàng son của mình. Sau khi những video clip này đã được hoàn thành, mình cũng mong muốn chia sẻ một phần nào đó sự đau khổ tột cùng mà cô Cẩm Nhung phải gánh chịu cho đến cuối cuộc đời. Hy vọng rằng những video clip này đến được tay những người thân trong gia đình của cô Cẩm Nhung để cho họ biết rằng có một cậu bé con đã có dịp gặp cô ta cách đây hơn 50 năm. Và bây giờ làm những video clip này để giải tỏa được một phần nào miệng lưỡi của thế gian, đã gắn ghép cho những lời nói độc ác đối với cô ta. Xin mượn 2 câu thơ để nói lên sự đời. Trăm năm bia đá thì mòn, nghìn năm bia miệng vẫn còn trơ trơ. Anh đón em, mình nép vào nhau dưới hoa đèn màu. Mình lướt nhẹ theo tiếng ca ngọt ngào, nụ hôn đón chào. Thế gian đầy mê say.
bay. Đời còn gì đâu ngoài câu phố nghĩa lúc ta buông lời vòng tay. Vũ trường có em đây, giọt ly rượu đầy anh uống cho say. Hỡi anh dĩ vãng là mơ, tương lai nào chờ. Từng đêm đường vắng mưa khuya, từng đêm về với cô đơn. Em muốn khóc, em muốn kêu lên trong nghẹn ngào xuống hờn. Anh nghĩ gì khi thấy em lặng lẽ từng đêm phấn son nhạt nhòa, lặng lẽ từng đêm khói bay mịt mờ ngồi nơi phố trường. Biết anh còn yêu em hay biết sau này xa nhau, đừng làm khổ nhau, đừng xem em như cánh chim hoang bay về đêm. Cho em trong cuộc đời làm người, ta xót xa thay em là một cánh hoa rơi. Loài người vô tình dẫm nát thân em, loài người vô tình giày xéo lên em, loài người vô tình giết chết đời em. Em hỡi em ơi, trong đèn màu mơ màng, sau những cơn vui thấy lòng mình vẫn bơ phơ. Và từng đêm về tình vẫn cô đơn, và từng đêm về tình vẫn xa xôi, và từng đêm về lệ vẫn. Cho em ta tiếc cho em, nhìn em trong lòng mọi người cuối cùng theo tiếng nhạc vui. Nhìn em tay nâng ly rượu, môi cười mà lệ như rơi, môi cười mà lệ như rơi. Trong xót xa đưa đông lạnh tình vẫn xa xôi. Loài người vô tình em sẽ về đâu? Từng mùa xuân buồn lòng vẫn cô đơn, từng mùa đông lạnh tình vẫn xa xôi. Loài người vô tình em sẽ về đâu? Còn gì đâu ngoài câu phố nghĩa lúc ta buông lời vòng tay.